chào quý vị và các bạn. Rãnh gió Tây trên cao hoạt động đã gây mưa cho các tỉnh Bắc Bộ trong 2 ngày vừa qua, với tổng lượng mưa phổ biến từ 30 cho đến 60mm. Riêng một số nơi thuộc khu vực Tây Bắc và Việt Bắc lượng mưa cao hơn, dao động từ 80 đến 130mm, khiến cho người dân phải đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất đá. Do có mưa kết hợp với không khí lạnh tầng thấp tăng cường yếu, nên nhiệt độ trong ngày hôm qua giảm đáng kể, nhiệt độ sấp xỉ ngưỡng rét đậm, với nhiệt độ ngày đêm chênh lệch nhau không nhiều, từ 13 cho đến 17 độ, vùng núi và núi cao có nơi xuống dưới 12 độ. Trong ngày hôm nay, khi mà rãnh gió Tây trên cao có dấu hiệu suy yếu, thì mưa tại khu vực Bắc Bộ sẽ giảm hẳn về lượng. Tuy nhiên, mưa với lượng khá sẽ xảy ra và tập trung chính tại các tỉnh vùng núi giáp biên giới. Còn đối với khu vực Trung Du và Đồng Bằng thì trời duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa nhỏ kèm theo sương mù vào đêm và sáng sớm. Trưa chiều trời sẽ tạnh ráo hơn và nhiệt độ tăng nhẹ, phổ biến trong khoảng từ 18 cho đến 21 độ. Riêng khu vực Tây Bắc nhiệt độ có phần cao hơn với mức nhiệt là từ 19 cho đến 22 độ. Lui xuống khu vực các tỉnh Trung Bộ, trong ngày hôm nay không có hình thế nào gây mưa cho khu vực này, nên thời tiết duy trì trạng thái tốt, với mức nhiệt độ cao nhất ngày tăng dần từ Bắc vào Nam, từ 23 cho đến 30 độ, trưa chiều trời nắng. Mưa có chăng cũng chỉ xuất hiện cục bộ vài nơi tại phía Bắc của khu vực, tuy nhiên lượng mưa không nhiều và kết thúc nhanh. Riêng các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận nhiệt độ cao hơn so với các tỉnh thành khác từ 1 cho đến 2 độ. Dự báo ban đêm nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng từ 17 đến 20 độ tại các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế và từ 22 cho đến 25 độ tại các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào cho đến Ninh Thuận, Bình Thuận. Thời tiết tốt như vậy sẽ còn duy trì trong thời gian những ngày tới. Đi sâu vào khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày hôm nay nắng sẽ là trạng thái chủ đạo bao trùm lên hai khu vực này. Mưa hầu như sẽ không còn xuất hiện trên khu vực nữa. Nền nhiệt vì thế sẽ dao động trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ tại khu vực Nam Bộ và từ 27 đến 30 độ tại khu vực Tây Nguyên. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn sẽ được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, trong khi các tỉnh vùng núi thuộc khu vực Việt Bắc và Tây Bắc đêm qua và sáng sớm nay có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, thì tại thủ đô Hà Nội, mưa chỉ xảy ra với cường độ yếu, với mức nhiệt độ lúc 7 giờ sáng nay dao động trong khoảng từ 15 cho đến 17 độ. Dự báo mưa sẽ có xu hướng giảm dần trong ngày. Do có mưa cho nên nhiệt độ trong ngày hôm nay cũng không cao, chỉ từ 18 cho đến 19 độ. Tuy nhiên cảm giác rét buốt như ngày hôm qua sẽ không còn nữa. Sang đến ngày mai, khi mà rãnh gió Tây suy yếu hoàn toàn và không còn tác động tới các tỉnh Bắc Bộ, thì thời tiết tại thủ đô Hà Nội nói riêng và các tỉnh Bắc Bộ nói chung sẽ quay trở lại trạng thái khô ráo hơn. Không khác biệt là mấy so với thủ đô Hà Nội, đến với thành phố Việt Trì ngày hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây và có mưa rào. Vì vậy, nếu lưu thông vào thời điểm chiều tối hay đêm và sáng sớm, thì quý vị cần lưu ý kiểm tra các thiết bị đèn chiếu sáng, nhất là khi lưu thông tại những đoạn đường đèo dốc hay góc cua khuất. Do có mưa và sương mù sẽ khiến cho tầm nhìn bị hạn chế. Dự báo nhiệt độ cao nhất trong hôm nay sẽ tăng nhẹ so với 24 giờ trước, nhưng cũng không vượt quá mức 19 độ. Nằm ở khu vực Trung Trung Bộ, đến với thành phố du lịch Đà Nẵng, thời tiết trong hôm nay cũng như vào ngày tới khá thuận lợi cho các hoạt động lưu thông cũng như các hoạt động du lịch của người dân trên địa bàn thành phố. Ban ngày trời có nắng nhẹ với mức nhiệt độ cao nhất trưa nay sẽ dao động từ 28 cho đến 29 độ. Mưa có chăng cũng chỉ xảy ra cục bộ vào lúc chiều tối với lượng không nhiều và kết thúc nhanh. Đến với thành phố du lịch Đà Lạt, trong ngày hôm nay thời tiết tại đây vẫn khá ổn định. Trời quang mây, có nắng nhiều cùng với cái nắng rất nhẹ nhàng. Đến 11 giờ trưa khi mặt trời đã lên cao, nắng cũng chỉ ở mức làm ấm cơ thể sau một đêm dài lạnh. Dự báo nhiệt độ thấp nhất trong ngày hôm nay sẽ dao động trong khoảng từ 13 cho đến 15 độ. Tuy nhiên nhiệt độ cao nhất ngày không vượt quá ngưỡng 22 độ. Đi sâu vào khu vực phía Nam, do không có hệ thống thời tiết đặc biệt nào tác động cho nên các tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, trong đó có cả thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày hôm nay duy trì kiểu thời tiết không mưa. Trưa chiều trời có nắng với nhiệt độ cao nhất ngày sấp xỉ 32 đến 33 độ. Về đêm gió thổi nhẹ và nền nhiệt độ giảm về mức 23 đến 24 độ. Đến với thành phố Cần Thơ trong ngày hôm nay, trời cũng hầu như không mưa, gió thổi nhẹ với nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 cho đến 32 độ. Về đêm theo biến trình ngày đêm nên nhiệt độ sẽ hạ xuống mức từ 23 cho đến 24 độ, trời mát mẻ. Thời tiết vẫn thuận lợi cho mọi hoạt động thông thương trên các chợ nổi và thích hợp với các hoạt động thường nhật của người dân miền Tây sông nước. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết đô thị ngày hôm nay của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày mới nhiều niềm vui.